Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần. Hôm nay Anna muốn chia sẻ với các bạn bài số 1 của tuyển tập vẽ cỏ râu. Các bạn sẽ chuẩn bị cho Anna sơn nền màu trắng, bột vẽ cỏ râu ENS và cỏ râu để có thể vẽ. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái xoắn ốc lời bên góc phải. Tiếp theo đó một xoắn ốc ngược lại. Và một xoắn ốc ngược lại nữa ở phía trên. Một xoắn ốc đối lập với xoắn ốc số 1 ở phía dưới nhỏ hơn. Chúng ta sẽ thêm một vài họa tiết nhỏ cho xoắn ốc nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi là chúng ta đã có thể hoàn thành kiểu thứ nhất. Kiểu thứ hai, các bạn sẽ vẽ một cánh hoa nhỏ, đầu hơi nhỏ. Phía bên dưới một cánh hoa nữa. Và một cánh hoa nữa ở phía trên. Một cái hoa nhỏ ở góc phía trên nữa. Chúng ta sẽ khoanh vùng nơi chúng ta muốn họa tiết phủ cho mẫu móng này. Ở đây Anna sẽ phen xéo như thế này. Sau đó chúng ta kẻ sọc, nhưng mà chúng ta không kẻ sọc thẳng mà kẻ sọc cong men theo đường phen phen trước đó. Kẻ caro cho nó. Tiếp đó thì chúng ta sẽ tô nền cho cánh hoa màu khói bằng cách pha loãng 80 nước và 20 bột. Chấm bi lên thêm ở phần đan lưới. Vậy là Anna vừa thực hiện xong mẫu thứ hai. Mẫu thứ ba, các bạn sẽ vẽ một cái cánh nhỏ như thế này. Tiếp theo đó một cánh nhỏ ở bên dưới. Các bạn sẽ tước thêm vài sợi uyển chuyển để trang trí. Tước mỏng từng sợi cho cánh hoa. Chấm bi lên các sợi uyển chuyển. Vậy là chúng ta đã xong mẫu thứ ba. Mẫu thứ tư, Anna sẽ chia sẻ với các bạn cách để vẽ xoắn ốc. Đầu tiên chúng ta sẽ xoắn một cái xoắn ốc lớn, sau đó kéo lên trên xoắn thành cái xoắn ốc nhỏ. Tiếp đó thêm vài xoắn ốc nhỏ để tạo nên một cây xoắn ốc. Thêm họa tiết lá nhỏ vào. Thank you.
Vậy là chúng ta đã xong mẫu móng thứ tư. Mẫu móng thứ năm này Anna sẽ vẽ một cây xoắn ốc hoàn chỉnh. Các bạn sẽ xoắn ốc nhỏ, sau đó thêm lá. Rồi phía bên diện bên kia chúng ta lại xoắn ốc ngược lại, sau đó lại thêm lá. Cứ thao tác lần lượt đến chừng nào các bạn muốn hết độ dài của cây xoắn ốc thì thôi. Vậy là Anna vừa thực hiện xong với các bạn 5 mẫu vẽ móng tay bằng cỏ râu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Anna. Nếu các bạn thấy video bổ ích, đừng quên nhấn like cho Anna và theo dõi các tuyển tập tiếp theo của Anna. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.